Chào các bạn đến với khóa học bí quyết giỏi suy công cộng. Ở bài tập hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tính tổng của các phân số. Tuy nhiên ở bài tập này có một cái đặc biệt như thế này nha các bạn. Đối với những bài tập trước thì các bạn thấy tử số luôn là số 1. Tuy nhiên đối với bài tập này thì tử số sẽ là không còn là số 1 nữa mà nó sẽ là giá trị tăng dần n. Nó sẽ có dạng là 1 phần 2 cộng 2 phần 3 cộng 3 phần 4. Và cái dạng tổng quát của nó là n trên n cộng 1. Nghĩa là tử số sẽ tăng dần và mẫu số thì bằng tử số cộng cho 1. Đấy, các bạn lưu ý. Rồi, cũng giống như cái bài tập trước, mình sẽ chạy cái bản demo trước cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy nha. Rồi, chúng ta sẽ nhập n bằng 6 thì các bạn sẽ thấy chúng ta được kết quả là 4.40714. Rồi. Ở cái bài tập này thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng câu lệnh lập for trong suy công cộng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về cách sử dụng của câu lệnh lập for. Rồi, câu lệnh lập for gồm có 3 đối số. Đối số thứ nhất là một biến kỷ nguyên được gán giá trị ban đầu, gán bao nhiêu thì do người dùng và tùy vào cái bài tập mà chúng ta sẽ gán giá trị ban đầu cho cái biến này. Rồi tiếp theo chúng ta đối số thứ hai của câu lệnh for là phép so sánh giữa một cái biến đếm với giá trị chúng ta cần so sánh, hay nói nôm na chỗ này là chúng ta xác định số lần lập của câu lệnh for. Vì vậy câu lệnh for còn có tên là câu lệnh lập với số lần biết trước, chúng ta biết chắc chắn nó sẽ lập bao nhiêu lần ở đây. Và đối số thứ ba là chúng ta sẽ tăng cái giá trị biến đếm hoặc giảm cái giá trị biến đếm ở đây. Rồi, cho nên là người ta nói là lập tiến hay lập lùi. Lập tiến là chúng ta sẽ cho cái biến đếm y này nó tăng lên, còn lập lùi là chúng ta sẽ cho cái biến đếm y này giảm xuống. Rồi, cách thực hiện rất đơn giản. Mỗi lần làm như vậy nó sẽ, mỗi lần thực hiện nó sẽ gán cái giá trị biến đếm này. Rồi sau đó nó sẽ so sánh, nếu còn đúng thì nó sẽ thực hiện câu lệnh hoặc là những câu lệnh sau cái câu lệnh for này. Nếu như nhiều con các bạn muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các bạn nhớ để trong cầm dấu ngoặc nhọn. Rồi, sau khi thực hiện xong nó sẽ tự động tăng biến đếm lên một đơn vị nhờ cái câu này, thì cộng cộng này. Rồi sau khi tăng lên xong nó sẽ tiếp tục so sánh và nó làm như vậy cho đến khi nào cái điều kiện chỗ này sai thì nó sẽ dừng lại, nó không lập nữa. Rồi đó là cách hoạt động của câu lệnh lập for. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái code để giải được cái bài tập này. Thì cái code giải bài tập này có những cái điểm lưu ý như sau. Thứ nhất, các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ khai báo biến ếch kiểu double, kiểu số thực. Rồi, chúng ta sẽ cho người dùng nhập giá trị n bằng câu lệnh cin. Và tiếp theo chúng ta sẽ có câu lệnh lập for mình mới hướng dẫn các bạn. Và các bạn sẽ thắc mắc một điều hồi nãy là một cái số 5, số 7 gì đó, nhưng mà ở đây là giá trị n thì có được không? Thì câu trả lời là được. Có nghĩa là ở đây là một cái biến vẫn được nha các bạn. Có nghĩa là các bạn dùng cái biến y nè, các bạn mới khai báo, các bạn so sánh với một cái giá trị biến nào đó mà ở phía trên nó đã được xác định giá trị. Nghĩa là sao? Ở trên này sau khi người dùng nhập giá trị n thì giá trị n đó đã được lưu vào cái biến n này. Ví dụ người ta nhập 6 thì số 6 nó đã được lưu vào giá trị n. Thì lúc này xuống dòng lập for nó sẽ biết, nó sẽ giá trị y nó so sánh cho giá trị 6 chúng ta mới nhập ở trên. Đấy, các bạn lưu ý nha. Rồi, ở những bài tập trước á, thì các bạn thấy tử số đều là 1, cho nên ở đây chúng ta có thể gõ là 1.0 như mình đã ví dụ ở những bài tập trước. Tuy nhiên ở đây các bạn thấy tử số nó sẽ tăng dần. Đấy, thì các bạn không thể ghi là y.0 được nha, các bạn lưu ý. Mà chúng ta phải sử dụng một cái phần trong suy công cộng, đó là phần ép kiểu. Như mình nói, nếu như các bạn thì không có cái ép kiểu này thì nó sẽ thực hiện việc chia một số nguyên cho một số nguyên, thì các bạn sẽ nhận được một số nguyên chứ không nhận được giá trị thập phân, các bạn lưu ý. Ví dụ ở đây mình sẽ xóa chữ double này đi rồi lưu bài.
mình chạy lại cho các bạn xem. Rồi, mình gắn nhập giá trị bằng 6 thì các bạn sẽ thấy chắc chắn nó sẽ là không. Vì sao? Vì nó sẽ lấy giá trị nguyên, nó chia cho giá trị nguyên, thì chúng ta không có được những giá trị thập phân để chúng ta cộng. Này các bạn lưu ý nha. Rồi, bây giờ để ép kiểu á, thì nó sẽ có cái quy tắc như vậy. Đầu tiên các bạn sẽ mở ngoặc và các bạn ghi tên cái kiểu mà các bạn cần ép. Ví dụ ở đây mình là double thì mình để chữ double. Rồi, vì sao các bạn? Vì trên này chúng ta khai báo biến hết kiểu double này, cho nên chúng ta sẽ đưa nó về kiểu double của cái phần kết quả này. Đấy, các bạn lưu ý nha. Có nghĩa là cái kết quả này ra bao nhiêu rồi chúng ta sẽ chuyển nó về giá trị kiểu double. Đó là cái cách ép kiểu. Mình nhắc lại, đó là cái cách ép kiểu trong C cộng cộng. Còn nếu các bạn không ép kiểu thì cái bài tập này các bạn làm vẫn đúng từ trên dưới đấy, nhưng mà khi in kết quả ra thì kết quả là sai. Biến hết này là sai. Các bạn lưu ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy từng dòng lệnh cho các bạn xem. Bây giờ ở đây mình sẽ nhập giá trị n bằng 4 giống như các bài tập trước. Thì ở đây chúng ta sẽ có giá trị s ban đầu chúng ta gán bằng 0, mình tạm gọi là s0 bằng 0. Đấy. Rồi, chúng ta có lần lập 1 thì y bằng 1. Rồi, y sẽ so sánh với giá trị n người dùng mình nhập là 4. Rồi. Cho ra kết quả là phép so sánh này là đúng. Đúng này nó sẽ thực hiện câu lệnh sau for là chúng ta sẽ có s1 thì bằng s0, ở đây mình gọi 0 luôn nha, cộng cho ép kiểu mình để riêng nha. Rồi 1 y này là 1 chia cho 2. Rồi 1/2. Rồi ở lần lập thứ hai thì các bạn sẽ có được giá trị của biến y là 2 và chúng ta so sánh với 4 thì nó vẫn nhận kết quả là đúng. Đúng thì chúng ta sẽ có S2 sẽ bằng S1, chúng ta cộng cho 2/3. Rồi, 2/3. Rồi tiếp theo, ở lần lập thứ 3 thì Y chúng ta sẽ là bằng 3 và giá trị Y vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng 4, cho nên các bạn vẫn thực hiện cái việc cộng dồn là S3 sẽ bằng S2 cộng cho 3/4. Rồi, và lần lập cuối cùng, lần lập thứ 4, chúng ta sẽ có giá trị Y bằng 4, nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 4 là đúng, tại vì chúng ta còn có bằng nha các bạn, cho nên chúng ta có lần cộng dồn thứ 4 bằng S3 cộng cho 4/5. Rồi, lần lập thứ 5 không thực hiện được. Vì sao? Vì 5 y bằng 5, 5 thì nhỏ hơn 4 là sai, cho nên chúng ta không có lần lập thứ 5. Rồi các bạn lưu ý vậy sẽ in ra S4 này ra nè. Rồi chúng ta sẽ cùng tính thử nha. Đầu tiên chúng ta sẽ được là 1/2. 1/2 1/2 là 1 chia cho 2 thì chúng ta được 0.5. Rồi chúng ta nhớ đây 0.5. Rồi tiếp tục 2/3 là chúng ta 2 chia cho 3 thì chúng ta được là 0.6667 cộng cho 0.67. Rồi tiếp tục chúng ta cộng cho 3/4, 3/4 là 3 chia cho 4 là 0.75. Rồi 0.75. Và cộng cho
4/5, nghĩa là 4 chia cho 5 là 0.8. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cộng 4 kết quả này lại với nhau xem coi có ra được là 2.71667 không nha. Cái phần sai số thì chúng ta có thể chấp nhận được. Rồi, bây giờ mình sẽ cộng nha. 0.5 cộng cho 0.67 cộng cho 0.75 cộng cho 0.8 2.72. Rồi, đúng rồi các bạn. Vậy là do cái phần tính hồi nãy chúng ta chưa có chính xác. Đây, khi mình tính lại đây thì các bạn thấy kết quả là 2.72 do có phần sai số. Rồi, các bạn thấy là chương trình chúng ta chạy rất là đúng, ra 2.71667. Rồi, vậy qua cái bài tập này mình lưu ý với các bạn là có một cái điểm mới ở đây là chúng ta có cái phần ép kiểu nha. Cái phần ép kiểu các bạn lưu ý, nếu không ép kiểu thì kết quả của chúng ta in ra sẽ ra sai đấy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở bài tập tiếp theo, cũng sẽ tính tổng phân số nhưng ở một dạng khác nữa. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về